Nhổ tóc bạc có thể khiến bạn hói đầu. Nhiều người có thói quen nhổ tóc bạc khi mới mọc để đỡ cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu, nhưng nếu nhổ tóc bạc, bạn có thể gặp vấn đề lớn về mặt thẩm mỹ. Theo bác sĩ Trương Thị Huyền Trang, khoa cấp cứu ứng dụng công nghệ tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, các sợi tóc bạc có phần nang tóc. Nang tóc này được coi như một nhà máy sản xuất tóc, nhưng chỉ trong một số lần nhất định, thường là từ 10 đến 20 chu kỳ sản xuất tóc. Mỗi lần nhổ tóc bạc nghĩa là bạn mất đi một chu kỳ mọc tóc. Sau vài chu kỳ nhổ, nang tóc bị tổn thương và mất chức năng hoạt động, làm chu kỳ tóc ít đi, từ đó tóc bạn thưa hơn và mỏng hơn. Thậm chí có trường hợp vì nhổ tóc bạc mà hói cả mảng đầu. Không chỉ vậy, nếu bạn nhổ tóc bạc thì tại vị trí đó, các sợi tóc mọc ra gần như đều là tóc bạc chứ không phải tóc đen. Vì vậy, các bác sĩ khuyên cáo không nên nhổ tóc bạc để tránh làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Bác sĩ Trang cho biết thêm, tình trạng tóc bạc gặp nhiều ở người lao động trí óc, thiếu chất vì dinh dưỡng, căng thẳng, hút thuốc hay có yếu tố di truyền. Để tránh bị bạc tóc thì cần bổ sung nhiều dưỡng chất cho tóc, ví dụ như ăn trứng, sử dụng dầu dưỡng như dầu hà thủ ô hoặc nhuộm tóc.